ngồi đi, ngồi đi. À, anh xong đi, em ngồi ngoài. Để chị với em gái. Nghĩa em sao vậy? Anh biết em gái của em hả? Thì em là bạn của vợ anh. Thôi. Ơ, rồi đây là chồng của em. À, anh tên Vũ Dông Tiến Chấp. Đây là em gái của em. Hiện 18 tuổi và đang single. Trần Hoàng Nghĩa. Trần Nghĩa. Mở nhà hay gọi là Hồ Ngọc Hà. Nghĩa là Nghĩa là anh biết rồi. Biết rồi, sao anh biết Nghĩa? Chị Hà. Sao anh biết Nghĩa? Nghĩa anh biết rồi, thì Nghĩa hay đóng vai Hồ Ngọc Hà đó. Hay kiểu gì? Đội văn nghệ quận 4 á anh. Dạ. Em giới thiệu hai. Đây là người anh chơi với em 6-7 năm nay như một người anh trai. Tên là Heo Rừng. À, Heo Rừng là ở nhà lộn lộn lộn. Anh tên là Vũ Đặng. Anh Vũ Đặng. Nhưng mà ở nhà gọi Heo Rừng. Đây, chị đây là Meo Meo. Chị Mèo. Rồi chị cũng chơi em rất là thân, chơi chung nhóm. Đó. Không, thấy Nghĩa hơi bối rối, Nghĩa nói cảm xúc đi Nghĩa. Không, bây giờ muốn... À, tự nhiên. Bây giờ thì... Tức là cười mặt đỏ hết trơn luôn á. Anh thấy chương trình này giống của em không? Anh rất là muốn cái cảm xúc của em. Đúng rồi, bây giờ mình vấn cảm xúc của từng người, hiểu không? Thì em quá bất ngờ luôn, em không nghĩ là anh. Sao giờ anh? Sao em không nghĩ là anh? Hồi nãy em biết đáng gì không? Anh bị lớn anh Vũ hay ai đúng không? Bị lớn rồi nhá. Hôm nay giờ bắt anh trúng toilet rồi. Rồi trốn luôn đấy. Bây giờ. À ghê. Nghĩa là người mà quá rành Huy với lại Linh rồi. Giờ Nghĩa nghĩ sao khi mà hai đứa mà kiểu về chung nhà giống vậy? Em nghĩ không có được đâu. Không sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao không được? Em thích ở hay sao? Em không thích Cũng được, ghê không? Được. Ủa, nhưng mà sao em không thích vậy? Không thích? Ý là em không thích anh Huy hả? Hay là không thích chị? Với lại, tại cái gu chị mà là gu này. Ồ. À, chứ là... Gu này là của em. Gu này là của em. Của em. Anh Vũ anh Huy sao? Anh ấy anh Huy hơi nhẹ. Mới dẫn nó vậy là vui lắm rồi, là hàng lắm rồi. Đối với anh nó không phải là vui mà là cái nhân vật của anh nó phải nhạt vậy đó. Tại vì nó là thương hiệu rồi, tại vì mấy số đầu á mình đã nhạt rồi. Mới đầu là mình nhạt thiệt. Mình lúc đầu nhưng mình mà nhạt nhưng mà lúc sau là bắt em bắt là lúc sau chuyện là mình phải diễn cho nó nhạt. Nó khó ở chỗ đó. Đâu, em thấy mấy câu máy tập anh cũng đi vòng vòng ra hát. Mặc dù em thấy là anh hát không hay. Nhưng mà được cái là anh tự tin. Cái bây chỗ tao đó nói là hát hay không bằng hay hết. Anh Huy có ra một cái MV đó. À. Ghê vậy, ghê vậy. Ủa, MV. Trời ơi. Nói mọi người đi, bài gì ta? Bài tất cả chánh ra. Tất cả chánh ra. Hey hey hey, oh, mấy cô em đằng xa nè nè. Không, anh rất vui chương trình thôi. Người ta cứ hát mấy câu, hát có một câu vậy, đúng không? Bây giờ em muốn anh hát em với mình cái. Hey hey hey, oh mấy cô em đằng xa nè nè, thấy anh là mấy em cởi hết ra nha. Ok, dừng okay, yeah, tay yeah, lại, vô. Vô, vô sao? Vô gì? Hết rồi hả? Cúp đó là cúp rác. Cúp vô cúp rác rồi. Cúp rác để Nghĩa rác cũng hay. Mình sẽ chơi một bài trò chơi, ví dụ bây giờ đầu tiên là kể thật xấu. Em kể thật xấu của anh Quy thử. Trời ơi, sao kể thật xấu của anh chứ vậy? Kể thật xấu của em đi. Thì anh Vũ kể của em. Anh Huy ăn nhiều nè, nói nhiều. Ừ, nói nhiều thiệt luôn á. Ăn nhiều, nói nhiều. Thôi nha, ăn nhiều, phải có người kế bên anh Huy còn ăn còn nhiều hơn nữa nha. Đồng nhận luôn á. Là hả, Linh là ăn rất là nhiều luôn. Ăn gần hết cái dĩa nhưng mà không dừng lại. Hồi nào quá. Bữa đi chơi chung á. Ở trong khách sạn tới giờ chuẩn bị đi ngủ 12 giờ. Ủa? Mì ra nó nấu mì, nó ăn mình. Ủa? Xí nha, sao đang từ Trần Anh Huy chuyển qua từ Linh vậy? Ủa, bây giờ phải có cái tới nói tới vấn đề gì là mình phải bắt vô vấn đề đó liền. Trời ơi. Giờ em ra đây em nghe bạn em bóc mẻ. Ủa mà nãy giờ Nghĩa nó nói giỡn đó, tại vì nãy giờ nói là để quan miếng hài thôi chứ anh không phải là người vậy. Ai vậy hả? Anh còn hơn như vậy nữa hả? Trời ơi. Nghĩa. Anh đã làm biết bao nhiêu người đau khổ. Ý. Thương Nghĩa như một đứa em gái, em phải tin anh chứ em tin anh không? Không. Ăn cơm no say chờ lát nữa anh phải dọn cái đống này. À, anh rửa chén đi. Thì sao Nghĩa, cuối cùng thì em thấy thế nào? Chị em biết là không có đi tới đâu nhưng mà em cũng chúc phúc cho chị là nguyên ngày hôm nay chị được vui vẻ. Thôi anh Vũ, tới lửa anh Vũ. Okay, okay. Dạ, Nghĩa đang nói mà đi nghe rất là tổn thương. Nãy giờ lại nuốt nước mắt vô cho anh ăn có được đâu. Ăn được đâu, chắc nửa dĩa cơm mà ta.
thì đó nó nói vậy giờ kệ đi em đi chia sẻ vậy được rồi em út mà cảm ơn em sao không đang quay đừng khóc nha em thôi tới tối về khóc sao vũ chị mèo nè em phải nghe từ hai người này nghiêm túc người lớn em của em tối về em dậy lại thôi mèo nói đi em anh thấy cũng ok anh thấy ok nhưng mà được cái là anh thấy tần số nó cũng tần số hai anh chị cũng ngang ngang nhau à, cũng bắt sóng được cảm xúc bắt sóng được cảm xúc chắc cũng không bị hồi xưa vui á chị nghĩ có hợp với em không được về đồ nhây là thấy ok đó nếu được thì cho vô khu vườn miếng mật được không duyên dáng vậy thăm một lần trời duyên dáng có 10 điểm băng miếng chiếu chiếu Chào. Hello. Trời ơi, uống rượu nữa. Đây là loại rượu vang uống không sạch. Em nó thích nhạc. Vô. Thử cái nha. Vô. Giống hai thằng bạn quá vậy. Chương trình đem lại lâu lắm rồi đâu bao giờ có được đâu kể cả nếu mà tham gia những em show bình thường thì cũng khó cảm giác này rồi đi chơi cũng rất là vui thoải mái em thì thích thoải mái vì vừa là thực tế vừa là chính mình lâu rồi mới đi kiểu đi chơi kiểu vậy á chứ còn bình thường chắc phải là mấy năm rồi mới đi chơi kiểu mới chơi ở trung tâm thương mại nó không biết ngay rồi bởi vì tôi hẹn cái đó là đúng mặc dù cũng thích nhưng mà bận quá không thời gian đi cũng ít đi, bạn bè cũng qua ít đi hết. Giờ tới đi kiếm người yêu cũng phải lên sóng truyền hình. mà bây giờ kiếm sao kiếm gặp ngay đúng đứa em của mình, đúng đứa bạn thân của mình. Mà thường người ta có dạo này anh hay có tìm hiểu kiểu yêu một người bạn thân thì sẽ như thế nào? Như có mấy bài hát hay nó có mấy bộ phim câu chuyện có mấy bài diễn hay lắm kiểu giống như là chơi với nhau xong rồi kiểu lâu ngày kiểu thân thiết rồi đó anh còn coi phim yêu lầm bạn thân này em thấy anh chơi cái gì vậy cái game gì vậy từ chiều tới giờ đâu cho em xem thử anh gọi em test thử thôi đâu cái máy ở đâu cái đó là cái máy phát hiện nói dối phát hiện được á phát hiện em không tin bây giờ chơi không chơi bây giờ để lấy cho anh chơi đây anh thấy ekip có chuẩn bị sẵn cái máy này để cho tụi mình chơi thì anh ngồi anh test nãy giờ rồi anh thấy cũng rồi lần tiên thấy biết cái máy này luôn á cũng khá là cái này nó biết được thật hay giả nhỉ hả bây giờ nếu mà ai mà giật mạnh không vậy em sợ giật cái gì vậy không có tay không có giật điện đó rồi hỏi đi anh hỏi anh trai không anh là con trai 100% cái anh đùa em không giật mình thấy không chắc chưa dạng ghê này. Quá có gì đâu sợ bạn trai cũ của em là ca sĩ phải không không tí gì vậy cái này nó đã phát hiện ra em nói dối em nhịn đi nhịn chắc vô nhịn chắc vô em thấy gì chưa cảm nhận được gì không nó đã cảnh báo rồi là sao hoài vậy tại vì em đâu có nói gì đâu mà sao nó dối giờ dối rồi bây giờ anh reset lại nha bây giờ em muốn hỏi trước đúng không rồi reset lại nha chạy hết chứ không anh hỏi đi rồi anh từng yêu con trai chưa chưa bao giờ yêu con trai luôn chưa bao giờ có suy nghĩ yêu con trai luôn thế á rồi đó đúng sự thật tôi nói cái máy này không bao giờ nói dối được đâu em phải cảm nhận được là anh có nói thật hay nói dối đúng không cái máy này cho đúng hoàn toàn hoài luôn à anh muốn tàn là gì rồi để cho chị nhanh chơi
anh đang phân vân nè. Anh với Mù Tạt hả? Trời ơi, anh mà phân vân là nó sẽ giật cái liền. Ghê không? Ủa sao anh bấm cái nút gì để chạy nhanh mà? Anh bấm cái nút gì là anh chạy nhanh á? Tức là anh hỏi em. Giật mạnh không vậy? Không, anh chỉnh cấp độ nhỏ là cho em. Rồi, bây giờ anh hỏi nha. Từ sáng giờ em đi chơi với anh, em có cảm thấy rung động không? Có. Đang dò cái độ. Trời ơi đây nha. Đang dò cái độ nó thật của em. Sao dò được nhảy lên liền mà? Thì nó đang dò, nó đang nghĩ coi em nó đúng. Ấy da. Có rung động là thật. Rồi tiếp. Em đi anh chưa? Chưa. Chưa. Nếu mà em nói thật á là nó sẽ không giật. Còn nếu nó giật á là em nói dối. Em nói thật mà. Nói. Em là... Ủa sao em lo lắng quá vậy? Luôn chân thật. Em luôn chân thật. Em sợ cái máy nó hơi bị có cái vấn đề. Cái máy này luôn. Là đúng 98% lần. Nhiều khi nó lần. Không có vấn đề gì, nó không đúng á. Sáng giờ thì em cũng đã giới thiệu bạn của em. Giới thiệu với bạn gần như là công khai đúng không? Công khai thưởng cái ngày hôm nay của mình với bạn của em. Thì bây giờ tới lượt anh. Chương trình của anh phải là giới thiệu em với một người nào đó, với một người bạn của anh. Thì anh có một người bạn cũng khá là thân. Gái hay gái? Con gái. Ok. Một cô gái rất thông minh, dễ thương. Ủa? Hello Du. Tại vì hôm nay Huy gọi để Huy thông báo là Huy thoát ế rồi. Có bạn gái rồi. Thoát ế rồi. Có bất ngờ không? Có biết ai không? Bạn có đoán được là cô gái nào vô phước không? Trời. Cái gì trời? Con gái. Gái hả? Cho Du coi nè, dễ thương lắm. Con trai mà đồ lắm con trai, trời ơi. Chân dài, đúng rồi, Huy thích chân dài. Hoa hậu luôn á. Hả? Hoa hậu luôn, bất ngờ không? Bây giờ giới thiệu với Du nha, giới thiệu bạn gái của Huy với Du nha. Linh ơi. Hello chị Du, em là Tường Linh. À, biết chị. Tường Linh, bất ngờ không? Ủa sao ghê vậy? Nãy giờ em nghe câu chuyện em cũng hơi tò mò. Thì ra là Gu của anh là con trai hả? Ủa sao? Tại sáng giờ Linh nói là hả? Linh kêu Huy bằng chị không ạ? Vui bằng chị không ạ? À, giờ gọi cho Du nữa giống như là hả mọi người đang giật tôi tơi tả vậy đó. Đâu, hỏi cái sao cái là một cái cú confirm cuối cùng em tôi cũng tìm được gái sao khúc này nói chậm chậm nhấp nhấp vậy chị? Vô phước không chị? Cảm ơn chị. Em không thể biến mùa hạ thành đông nhưng em có thể biến từ công thành thẳng hả? Đó là Tường Linh. Thôi gọi thông báo cho Du vậy thôi, cho anh đợi Du đỡ chọc ghẹo tôi là tôi cô đơn, tôi ế nữa. Ok vậy đi chứ. Vậy đi. Vậy đi cho tôi sớm có bạn gái. À đây là bạn gái trong ngày hôm nay thôi, để không biết là sau ngày hôm nay có còn tiếp tục hay không. Nhưng mà là cứ giới thiệu với Du. Hôm nay là kiểu trong ngày hôm nay là thử thách của Huy là khoe với Du cái đã. Dạ em sẽ cố nhưng mà em thấy cũng hai chị em không biết sao. Rồi bye bye, cảm ơn Du nha. Cảm ơn chị Du, bye bye chị. Bye bye chị. Rồi hiểu luôn. Rồi hiểu luôn. Hiểu luôn. Cái gì vậy trời? Xui.
Tui ghê. Tui ghê luôn. Chữ luôn má ơi. Xong. Trời ơi, tan nát đời trai luôn rồi. Sao chị Du nói vậy là sao vậy? Trời ơi, Du ơi là Du. Du nói vậy rồi. Em nghĩ sao? Thôi bây giờ chia sẻ thật sự đi, trước giờ nè, bây giờ nói từ trước tới giờ nè, em nghĩ anh như thế nào? Em nghĩ anh, em không biết anh viên trai hay gái. Em không biết em viên đó. Trai. Cái đó là em không biết, nhưng mà theo em nghĩ thì anh sẽ thiên về thế nào? Chắc là cả hai em thiên về gái hơn. Cả hai hả? Không, không có không. Chuyện cả hai nha. Em không biết, nhưng mà em nghĩ là ví dụ nếu mà cho vào hai cái về một ở giữa với nhau thì ví dụ gái 60% và nam 40% chẳng hạn. Không có luôn. Hiểu không? Không có luôn. Tức là nghiêng hẳn về bên luôn. Chị Du đã confirm rồi. Trời ơi, Du ơi là Du, gọi cho Du không cũng như không. Gọi cho Du cho không có cứu vớ được miếng nào hết trơn. Không ủng hộ tôi mình. Trời ơi, cái gì mà mẹ cóc đập thẳng vậy trời. Uống cái cho tỉnh táo. Vô. Vô cái khúc này giống hai người anh em nè. Tụi em cũng không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân, lừa dối tất cả các vị khán giả được. Cho nên tụi em vẫn giữ một cái nick riêng của cả hai. Và thay vào đó là tụi em có đang nghĩ nhau không còn là hai người bạn nữa mà trở thành những người yêu thật sự. Thì những cái hình, cái cử chỉ cùng nhau nấu ăn hay đi chơi với nhau thân thiết, đi chơi riêng. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên em với anh Huy đi chơi riêng với nhau á. Nên là cũng có nhiều cái khác nhau như trước lắm. Tức là nó không còn là hai người bạn giống như trước nữa. Những cái cử chỉ hành động mà chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi. Thì thực sự thì nhìn lên lúc đó cũng hơi ngại. Thì thực sự thì khi nắm tay hay là ôm nhau thì cũng có chút xíu thấy khựng khựng khác khác. Theo Huy nghĩ thì chắc là nếu mà mình sẽ tiếp tục ở bên nhau và có những cử chỉ thân thiết và mình tập trung hơn với nhau và mình để ý với nhau hơn thì chắc chắn là cảm xúc của nó sẽ đi lên. Vì con người mà ai cũng sẽ có một cảm xúc nhất định.